Dạ con xin chào tất cả quý cô chú, chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh. Thì clip mới nhất hôm nay mời quý cô chú mình cùng giao lưu với anh Bình ha, bonsai đồ sư cũ Thanh Bình. Đó, hôm nay anh Bình về một cái lô cây bonsai mini rất là dễ thương quý cô chú, nhiều cây đẹp ha, toàn bộ một cái lô mới luôn. Đó, có trang nè, hồng ngọc mai nè, kim quýt, những cái cây rất là dễ chơi quý chú, mà đặc biệt những cây này là đã được nuôi gần như là thành phẩm, dễ thương luôn. Cần thăng nữa đó. Rồi còn nhiều cây nữa nha quý chú, để chi tiết hơn thì mời quý chú mình gặp anh Bình đi. Rồi Thanh Bình mến chào tất cả các bà con đang xem kênh. Hôm nay em tiếp tục vô lũ bà con một lô cây bonsai mini nhỏ gọn nha bà con. Ở cuối clip em có một cái phôi sam khá là đẹp ha, rất là già ha. Cây đó thì cũng giá tiền khá cao ha. Để giao lưu với bà con này có vú sữa, linh sam, rồi cần thăng, ổi nha bà con. Bông trang ha, hồng ngọc mai, kim quýt. Đó, nguyệt quế được một cây ha. Thì bà con mà nghĩ cây nào liên hệ qua số điện thoại của em là 0967 99438 nha bà con. Dạ. Số có Zalo em để trên màn hình ha. Bà con kết bạn có gì hỗ trợ hình ảnh thêm cho mình dễ chốt hàng nha bà con. Đây là mã số 1L nha bà con, dòng cần thăng nha. Cần thăng này thì mình chơi là dáng thế nha bà con. Đó, dáng thế phong thủy ha, cần cù thăng tiến. Đó. Cây thì cốt cành là nhả một nước dây vô nước dây thứ hai rồi ha. Cây này nước dây thứ hai. Cốt cành để rất là chuẩn nha bà con. Đó. Khá là chuẩn, form tàn đẹp nha. Đây, xây một vòng em sẽ cái đo em báo thông số cho bà con luôn nha. Đây là mặt tiền của cây nha. Đó. Yeah. Ép chậu thì rất dễ thương quý cây này rồi. Thì vô cái chậu mà kiểu là cây lên cây rất đẹp nha. Cao là 26. Ở tổng cái chiều dài tán gì là 30. Này, tán ngang như gì là 24 nha bà con. Cây này thì cái mặt cắt này nó đang kéo rất mạnh nha, dùng cần thăng cái mặt cắt cũng rất là nhanh nha bà con. Rồi, tổng cái quanh cũ này đó là 34. Cái thân này, cái thân là 13 nha bà con, sát đây ha. Cái này thì em giao lưu với bà con có giá là 750 ngàn, em bao ship toàn quốc nha bà con. Mã số 1L ha. Dạ. 700 bà con ơi, 700. Đó, 700 ngàn. Đó, cái đế rất là đẹp nha. Dạ. Đó. Tiếp theo, đây cái này mới 750 nha bà con. Cái này đẹp quá. Cái này rất là đẹp, rất có duyên cây luôn nha. Đó. Phơm tàn làm rất là gọn gàng nha bà con. Dạ. Đây, mặt tiền cây ha. Chiều cao của cây đó là 24, tổng cái chiều dài tán là 34. Cây làm rất là sạch sẽ nha bà con. Đó. Khá là duyên cây nha. Thôi. Tổng quanh cũ là 29. Đó. Cái quanh thân trên đây. Em đo trên đây là 16 và 17 nha. Đó, mã số 2L này thì em giao lưu bà con giá 750 ngàn, em bao ship toàn quốc nha bà con. Đó. Yeah. Cần thăng nha bà con. Đó, cái này cũng hiếm khi ra bông ra trái, hiếm lắm nha. Trừ khi những cây lớn rất là lớn mới có bông có trái. Rồi, nha bà con. Rồi tiếp theo là một cây ổi tàu. Đó, dòng này ổi được sửa thân, sửa đế từ nhỏ ha, rất là quái luôn nha. Đó, yeah. Phơm tàn thì đã lợp một nước dây khá ấm rồi nha. Chiều cao cây là 31, tán ngang như vậy đó là 44. Cái này thì nó đợt sau đợt đọt kế tiếp nó thể lên bông lên trái luôn nha bà con. Quanh vị trí này 16 nha bà con, cái cũ cũng khá lớn chứ ha, cái này mình khai thác còn cũ chứ ha. Cái này thì đã thuần chậu cũng khá lâu rồi. Đó, cái này thì em giao lưu với bà con có giá là 800 ngàn, em bao ship toàn quốc, đường thân co quái rất là đẹp nha, phơm tàn ấm mịn, 800 ngàn một cây nha. Đó. Rồi tiếp theo, mã số 4L, cái này thì giao lưu bà con 700 nha. Đó, rất là quái cây nha bà con. Chiều cao như gì là 26, chiều dài tán như gì là 49, tán ngang là 24 nha bà con, ở chỗ dài nhất ha. Đó. Ổi tàu nha bà con. Đó, trái này khoảng chừng cái thôi, ăn rất là ngon luôn. Đây cái hoành vị trí này là 12,5 nha, 12 ha. Dàn đế rất đẹp nha. Cái này thì em giao lưu bà con 700, em bao ship toàn quốc nha. Cái này khoảng nửa tháng nữa thì cái dàn độc non nó lên á. Nhìn cây rất đẹp luôn. Dạ. Yeah, 4L nha bà con. 5L, 5L một cây trang nha, trang đỏ nha. Ở cây này thì vô dây cũng khá lâu lâu rồi ha. Phơm tàn ấm mịn rồi, đang lên bông nha bà con. Dòng này thì mini này thường xuyên lên bông ha, những cái đọt non đỏ này lên bắt đầu già lại là mang bông theo nha. Chiều cao của cây, chiều cao gì đó là 15. Còn em ra tính từ cái cũ này lên cái đọt này ha, là khoảng 13 ha. Đó, tổng cái chiều dài cái phơm này đó là 29, ngang qua gì là 24 nha. Cũ này rất là lớn nha bà con, khá là đẹp ha, sạch sẽ cây nha. Đó, cái này thì ép chậu, mình tiến hành ép chậu rồi thì cây nó lên cây rất là đẹp. Em ra tổng cái cũ nha. Cái cũ này là 32, yếu một tí nha. Đó, còn cái thân trên đây, thân này của nó là thân tổng nha, là 22. Dạ, đó, rồi. 21 đi ha, thân tổng 21. Cái này em giao lưu bà con giá 800 ngàn, em bao ship toàn quốc. Đó, một cái cụm, một cái củ tròn rất là tròn đều đẹp nha. Đó, củ này khá lớn và đẹp. Đó, dạ, tiếp rồi, theo, mã số 6L. Cái trang vàng. Đó, một cây trang vàng, dáng bay nha. Đó, dáng bay rất đẹp luôn nha bà con.
Đó, hai thân bay, một thân mà đứng ha. Đó, đang lên bông lai gai nha. Cái này thì về bà con mình có thể ép chậu thêm phân nha bà con. Dạ, cây lắm vui chú ơi. Dạ. Chiều cao của cây 17, tổng cái chiều dài tán như vậy. Ở 45, tán ngang là 25. Cây này rất là có nét nha bà con, nguyên một bệt đế rất là lớn nha. Củ cũng khá lớn luôn. Ở trang vàng nha bà con, mã số L. Rồi, em sẽ đo cái thông số. Đây là mặt tiền cây nha bà con. Ở mặt nào mặt tiền cũng được nha. Đó, tổng cái hoành thân vị trí ba thân này là gần 16 nha. Đó, tổng cái hoành đế cây này là 31. Cái này giá thì 800.000, em bao ship toàn quốc. Cây này đựng cái rất là già cây nha. Đó, yeah. Cốt cành này vô dây cũng khá lâu rồi, nuôi cũng khá lâu ha. 800, em bao ship toàn quốc nha bà con. Dạ rồi. Rồi, tiếp theo một cặp hồng ngọc mai, đang lên bông rất đẹp luôn, một cặp gì thêm giao lưu bà con giá chỉ 400 thôi. Đó, cái này thì hết đợt bông này bà con cứ việc cun tỉa sát lại để ngoài nắng rồi ha, để ngoài nắng cho nó CC cây tưới vô ít nước là bắt đầu nó sung lưỡi lên bông nha. Cao cái này là 28, tổng cái chiều dài phơm nó là 26. Đó, cây này thì một cây gọn gàng bên đây ha. Đó, một cặp như gì thêm giao lưu bà con giá chỉ 400 thôi, em đổi hoành cũ tổng này cho bà con tham khảo ha. Đó, 24 nha bà con. Dạ rồi. 400.000 một cặp ha. Em bao ship toàn quốc hồng ngọc mai nha bà con. À, sơ ghi thái ha. Cây rất là đẹp luôn. Cây này dạng rễ ha. Này nuôi cũng khá lâu và già cây nha bà con. Đó. Rất là nhiều bông luôn. Rồi. Lô này em được 3 cặp nha. Cây này đây, đẹp tiếp quá theo. Cặp này 8L. Rồi. Lộn mà kìa ông ơi, lấy cây nhỏ kìa kìa ông ơi. Một cây lớn, một cây nhỏ. Đây. Một cặp như gì nè bà con, 400.000 nha. Đó, cây này rất là có duyên ha. Về mình vô mấy cái chậu tượng đó, ông La Hán đó. Đó, để vô là rất là đẹp luôn. Cây này cũng vậy ha, bông đang lên, form rất mịn nha. 400.000 một cặp nha bà con. Dạ. Yeah. Chiều cao cây là 19, tổng cái form tán như gì là 33. Cây này thì cái form cây này chiều dài nhất là khoảng 19 nha bà con. Cái thân này nhỏ nhỏ cái ốc chút nhưng mà nó rất là già rồi ha. Này vô cái mà chậu thì mini thì cây rất đẹp luôn để bạn. Bà con cứ việc hết đợt bông cứ cun tỉa dần ha, là lên bông khác nha. Cây mình để xiên thời gian mình tưới nước vô phân là lên bông rất là gộ nha. Đó. Rồi cặp này thì em giao lưu bà con có giá là 400 nữa nha. Cái tổng quanh đế này nó được 14. Đó, cây này thì cây được sửa thân, sửa đế từ nhỏ nha, cái dàn rễ này sửa từ nhỏ nha. Đó, 400, em bao ship toàn quốc mã 8L nha. Rồi, 9L. Đó, 9L cũng đồng giá là 400. Đây, những cây này nhìn rất có duyên và nét nha bà con. Chiều cao. Chiều cao của cây ở 20, bán dài như vậy là 22. Đó, một cây lùn, một cây cao ha, form cây này rất đẹp ha, gọn gàng. Đó, bông lên rất là gộ luôn. Dạ. Cây này cũng vậy. Đó, nó nhỏ nhưng mà nó có bông rất là đẹp nha. Đó, với nó có duyên nha. Cái cò rất khá quái luôn. Một cặp này cũng 400 nha bà con. Em đo thử cái củ này nha. Cái củ này là khoảng 20 nha. Đó, form tàn khá là mịn màng và đẹp nha. Đó, 400.000, bao ship toàn quốc nha. Dạ. Mã số 9 nha bà con. Rồi, mà 9L. 10L. 10L là một cây kim quýt nha bà con. Đó, một cây kim quýt này khá là già, buông dây hết rồi nha. Phơm tàn ấm mịn nha. Đó, em đo thông số chiều cao ha. Chiều cao này là 44. Tán ngang như vậy. Chiều dài nha bà con là 46. Ngang tàn như vậy là 55. Đó, cây này thì cốt cành đã già, buông dây hết rồi. Này hết dây kẽm rồi nha bà con. Đó, cây này thì nó có cái đường tét vị trí này nha bà con. Nó hơi tét ha. Đây, cái nhánh này hơi tét ha, nhưng mà nó vẫn còn dính dây, nó sống khỏe bình thường ha. Cái này khi đi thì em sẽ điểm dây lại cho bà con vô. Đó, để gia cố nó lại nha. Đó. Rồi, em đo cái hoành nha, hoành thân đây nha. Ở đây làm khoảng 16 nha bà con. Đó, tổng cái hoành cũ nha. Cây này nó được cái nó rất là già cây nè, rất là lâu rồi. Đó, cái hoành cũ này 24 nha. Cái này em giao lưu bà con 1.800.000, em bao ship toàn quốc nha bà con. Cây này rất là đẹp nha, khá là có duyên cây. 1.800.000, mã số 10T nha bà con. Đó, em bao ship toàn quốc. À, bó bầu cho đi nha bà con. Rồi, 10L. 10L. Dạ, tiếp tục luôn. 11. 11L. Đó, cũng là một cây kim quýt nha. Cây này dáng bay hồi đầu rất là đẹp nha. Đó, đang lên trái nha. Rồi. Đó. Siêu siêu bye bye heo chú. Đúng rồi, cho cái trái. Này về mình chơi dân nhân vẫn được ha, nó hồi đầu rồi ha. Bỏ cái chi này giờ vẫn quay quái nha. Rồi, chiều cao cây đó là 30, tổng chiều dài tán đó là 42, tán ngang nhiều là 32. Nó đang lên trái nha bà con, rất là nhiều trái luôn nha. Yeah. Đó, ở trên đồng nó khá nhiều trái non nha.
Đó. Rồi, cây này rất là dễ thương. Rồi cái hoành như thế này, hoành nó gần chín thôi, 8 nha bà con. Đó, cái đế gì khoảng 22 thôi. Ở thì cây này thì nó có một cái là cốt cành nuôi rất là già và lâu năm rồi. Đó, cây này em ship luôn chậu này có giá là 850.000 bao ship toàn quốc nha bà con. Đó. Dạ, 850 thôi anh ha. Đó, 850.000. Cây rất là duyên của chú. À, cái này được cái là già cây ha, cây kim quýt ghiên nha bà con. Sao mà trái nó chín lòng cái chậu này cũng khoảng 200 rồi nha bà con. À, rất là đẹp ha. 11L. Rồi tiếp theo 12L. 12L là một cây nguyệt quế nha. Cây lùng lực rất là đẹp luôn. À, giá 850.000, lá chung bông chùm, cao là 35, tán ngang như là 42. À, cây rất là già cây nha bà con. Ở này về thì mình đệm thêm nước dây nữa cho nó mịn tán lại ha. Thành vị trí này là 28, cây cũ này vị trí đây là 39 nha. 850.000 em bao ship toàn quốc, em bỏ bầu cho đi nha. Ở một cây nguyệt quế lá chung bông chùm nha bà con. Yeah. Cây rất là đẹp luôn ha, khá nét cây nha bà con. Rồi tiếp theo mã số 13 là một cây vú sữa nha bà con. Đó, vú sữa lò gàng ha. Hàng này hàng trồng hộp khá lâu rồi nha, cũng gần 2 năm tuổi nha. Cũ rất là đẹp, rất là quái luôn. Đó, chi cành thì nó có sẵn, bà con về có thể là vô dây được rồi nha. Cao như là 32. Tổng chiều dài tán gì ở 42. À, hoặc là cây cũ này mình về mình cắt lại rồi mình nuôi cái chi cành lại từ đầu cũng được nha. Đó, còn để gì thì mình có thể mình vô dây luôn. Đây, tổng cái hoành cũ vị trí này. Đấy, em đo vậy ha. Là 24, cây này thêm vô lũ bà con giá 600.000. Cây này sống rất là khỏe nha. Cây này nó nằm chậu từ nhỏ tới lớn luôn ha. Ở khi bứng lên chỉ cắt ngang cái phần rễ dưới là con rễ mền trên đây nó bó bầu luôn nha. Đó, yeah. Rất là mạnh cây. À, 600 em bao ship toàn quốc nha bà con. Tiếp luôn. Rồi, tiếp theo. Cái lô này vú sữa đồng giá là 600 hết nha bà con. 14L, cây này rất là quái luôn nha. À, cái cần này rất là quái. Chiều cao gì là 20, chiều dài tán gì 50. Đó bà con mình xem ha. Ở về mình có thể cắt theo ý muốn của mình ha. Đây nó đang đâm chồi lên rất là khỏe luôn. À. Rồi, em báo cái cũ này nó nằm cũng sát luôn anh. Cũ này còn sâu nữa nha. 24 nha. Cũ này còn sâu ở dưới ha, khai thác xuống còn sâu lớn nha bà con. Đó, 600.000 mã 14 nha, em bao ship toàn quốc nha bà con. Yeah. Tiếp theo mã số 15. Đó, 15L. 600 luôn nha. Đó, những cây này khá quái, cũ khá đẹp lớn nha. Ở những cái cũ nhỏ thì em bán 400, 500 thì cái lô đó em hết rồi. Cao như là 30. Đánh ngang. 29. Đó. Hoành thì lớn tay cái em ha. Đó, hoành thì khoảng 6-7 thôi. Nhưng mà nó được cái là cái cũ nó đặc và đẹp ha. 24 là hoành cũ. Đó, cái này thì em giao lưu bà con cũng đồng giá là 600 luôn. Đó. Mã số 15L nha bà con. Rồi tiếp theo 16L. À, cũng đồng giá là 600. Cái này về mình sửa dán đổ nha. Ở dán đổ dán quyền khá đẹp. Cao. Cao như là 22. Chiều dài tán như gì là 35. Đó. Đây 24 gần 25 nha. Cái này em giao lưu bà con có giá là 600. Em bao ship toàn quốc 16L nha bà con. À, rất là đẹp ha. Rồi tiếp theo mã 17L. Cũng đồng giá là 600 luôn. Ở cây này khá đẹp nha, cây cũ nó rất lớn nha, quái thân luôn. Ở những cây này về mình để dán quyền nha bà con, rất đẹp. Cao là 17, tổng cái chiều dài đó là 36. Rồi đây, tổng cái hoành này là 29 nha. Cái này em giao lưu bà con có giá 600 luôn nha bà con. Đó, em bao ship toàn quốc ha. Đó, cái này thì em còn số lượng, như cái cũ nó nhỏ hơn cũ lớn thì nó khỏe gì phải đợi thời gian nha. 600.000 em bao ship toàn quốc nha. Đó. 17 nha bà con, 17L. Tiếp theo 18L. Em có một cái sam song hinh lùng lực ha, cốt cành nuôi khá là lớn nha. À, cốt cành lớn ha, phơm tàn mịn nha bà con. Lùng rất là lùng nha. Chiều cao như gì? Là 16. Từ thân lên đây luôn đi. Là 13 hả? Tổng cái chiều dài tán như 36. Yeah. Đây, đế thì đế sắp bốn mặt nha. Đó, cốt cành cũng khá lớn nha. Hoành vị trí này là 22 nha bà con. À, cây này thì em giao lưu bà con giá là 1 triệu ha, em bao ship toàn quốc, ship luôn cái chậu như em mới vừa mà ép vô chậu mà xi măng chứ. Chậu này chậu xi măng. Đây. Yeah. À, thân xù xì ha. À, cốt cành cũng khá lớn rồi. Đấy, à, mịn tàn nha. À, cái này giá 1 triệu, em bao ship toàn quốc mã 18L nha. Dạ rồi. 19L. À, cũng là một cây linh sam siêu bông luôn. Ở dòng này thì bông lên rất là thường xuyên. Đó, mình ít tưới một tí nha bà con. Đó, mình tưới nhiều quá thì cây nó lên lá thường xuyên ha. Được, chiều cao ở 19, tổng cái chiều dài tán là 38. Đó, cây này rất là quái cây nha. Này vô mình ép vô chậu nhỏ cây rất có duyên ha. Đó.
sát dưới luôn nè. 11 nha bà con. Cái cũ nó 12 nha. Cái này khai thác xuống đế cũ còn nha, em chưa có khai thác xuống nha. Rồi cái này thì em giao lưu bà con giá 450 nha, mã số 19 là L ha, 450 nha, em bao ship toàn quốc ha. Đó, mà một cây linh sam siêu bông ha, cốt cành rất là dài nha bà con. Đó, nó ăn dày ha. Dạ, yeah, rồi. Rồi, đỡ cây 20L, đó, cũng là một cây linh sam siêu bông luôn. Đó. Chiều cao của cây 17, tổng cái chiều dài tán đó 36. Rất đẹp cây này nha bà con. Đó, cốt cành cũng khá lớn, form tàn rất là mịn nha. Đó, cây này đế đẹp ha, củ nở nha. Đó. Dòng này thì rất là dễ ra bông nha. Rồi. Hoành là 12 nha bà con. Hoành cũ này là 15. À, 20L nha bà con, 500.000, em bao ship toàn quốc nha. Đó. 21L, em có một cặp linh sam song hình ghép 86, form tàn cái này rất là nhỏ nha, mini siêu mini nhỏ ha. Dễ thương quá nè. À, cái này cái dàn thân dàn đế thì nó đã sửa cũng khá lâu rồi nha, rất là già cây rồi. Đó. Rồi em đo cái chiều cao nha, cái chiều cao cái này ở 15 thôi. Tổng cái chiều dài tán như là 20. Này mà ép chậu này ép vô chậu kiểu rất là đẹp. Đẹp lắm luôn. Dễ thương lắm quý cô chú. Đó mặt tiền nha. Chiều cao là 16, chiều dài tán như vậy là 18. Một cặp này thì em giao lưu bà con giá chỉ 550 ngàn một cặp nha, em bao ship toàn quốc ha. Linh sam song hình ghép 86, cây rất là già cây nha bà con. Đó rồi, đỡ cây. 550 thôi anh ha. Đúng rồi, 550. Quá dễ thương quý cô chú ơi, dễ chơi luôn. Rồi, cặp 21 nha bà con. Đó, 22 là cây cuối clip ha. Một cây linh sam này giống siêu bông nha bà con. Đó, siêu bông. Đó, nuôi cốt cành cắt dựng này rất là lâu, khá lớn rồi nha. Đó, cây này rất là đẹp, đế thì đế sắp đế bài hết nha. Cao là 39. Đó. Tổng cái tán ngang như vậy là 47. 44 thôi. Yeah, mình làm cái form cây cổ thụ của chú ơi. Cây này bà con nhìn xem nè. Đây, cốt cành, cành lớn ha anh ha. Thân bệ đế đỡ rất là đẹp luôn. Cây này nuôi khá lâu, cây này giá hơi cao tiền tí nha bà con. Yeah, em đo tổng cái hoành mà thân của nó dưới đây là 46 rồi nha. Yeah. Còn cái hoành đế sắp, cái hoành đế này còn xử lý ra còn dài ra nha, em chưa có moi ra nha bà con. Hoành đế này rất đẹp luôn. Đây, nó nằm ra dài dài đây nè ha. Ta cắt giật rất là nhiều lần rồi. Cái hoành đế này là 80 này 90 nha bà con. Đế này khoảng 90 nha. Dạ. Yeah. 86 ở đây rồi. Đó. Cái này thì em giao lưu bà con giá là 8 triệu nha. Đó, đem đo một cái cành một luôn nha. Cành một của nó đây. Cành một mà nuôi bé lớn thì nó gục lịch gì là rất là lâu rồi, gần 18 17 rưỡi rồi nha. Dạ. Yeah. 8 đó. Triệu anh ha. 8 cây, triệu. Mình chơi cái form thiên cái này là thách trơn ra nhìn là rất là đẹp nha bà con. Đó, tại em để cho nó bà con mình thấy cây nó sung, cây nó rất là tốt ha. Đó. Phong cách tự do anh ha. Đây. Bây giờ mặt tiền nó đây ha. Đây. Đó. Rất là đẹp luôn. À, ở đây thì ta xử lý cái một nhánh bỏ đây ha. Đó, con nhánh bỏ đó. Dáng dạ, rất là đẹp nha bà con, này form tàn thiên nhiên nha bà con. Đó, này nuôi một thời gian nữa cây giá trị nó nâng rất là cao ha. Linh sam siêu bông nha bà con. Mã số 22L ha. Ở cây này cũng là cây cuối clip nha bà con. Dạ. Rồi, cuối clip Thanh Bình cũng xin chào, chân thành cảm ơn bà con trong suốt thời gian qua đã ủng hộ. Em rất mong được sự ủng hộ những clip kế tiếp. Bà con xem kênh thấy hay, chia sẻ và đăng ký kênh nha. Em chân thành cảm ơn ạ. Dạ, con cảm ơn quý cô chú đã dành thời gian theo dõi, quý cô chú yêu mến ủng hộ cho anh Bình theo chú. Con xin chào và hẹn gặp lại.